Thưa quý vị, những người dân nghèo khổ phải luôn oằn mình để chống lại với số phận nghiệt ngã, để vượt lên những bất trắc của cuộc đời. Ở chào lửa xứ Nghệ, với sự khắc nghiệt của thiên nhiên, thì người dân càng cần phải nỗ lực hơn nữa mới mong có một cuộc sống đỡ phần cơ cực. Dường như trong gian khó, sự đồng cảm, tình yêu thương càng xuất hiện nhiều hơn và có giá trị lớn lao hơn. Điều đó quý vị đã cảm nhận được khi đồng hành cùng chương trình Nhịp cầu nhân ái trong thời gian qua. Và hôm nay, tiếp tục đến với chúng tôi là một lần quý vị có thêm cơ hội để được thấu hiểu, được đón nhận và trao gửi yêu thương. Có một mô hình mới xuất hiện chưa lâu ở Nghệ An nhưng đã sớm cho thấy ý nghĩa lớn lao mà nó mang lại. Không chỉ gắn kết được những tấm lòng nhân ái mà đây còn là địa chỉ đỏ, mang lại cơ hội thoát khỏi tàn tật, cơ hội sống sót cho nhiều nạn nhân ngay sau khi tai nạn xảy ra. Đó chính là điểm sơ cấp cứu của Hội Chữ Thập Đỏ Nghệ An. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Ông Lê Vĩnh không may bị tai nạn và bất tỉnh trên quốc lộ 1. Chỉ đến khi hồi phục sức khỏe, cả con mới cho ông biết là một anh xe ôm đã đưa ông vào bệnh viện, sau đó gọi điện thoại cho người nhà. Và hôm nay, anh xe ôm ấy cùng với một tình nguyện viên nữa trong điểm sơ cấp cứu Chữ Thập Đỏ mới có điều kiện trở lại thăm ông. Mà tôi bị là không, tôi không biết gì luôn à. Nói chung rồi đó. Nhưng mà đến khi là lên trên bệnh viện Ông Thạn đây thì các con nó là xuống cả rồi. Nói chung anh xuống. Nên nó thầy xí là chết cho qua lứa rồi. Đúng là ông ta không đưa được vì bắt trở lại đi. Đó là khả năng anh như vậy. Nhưng hồi đó tôi mới chi. Nhưng khi tôi tỉnh lại trên bệnh viện tôi nó quả ra tao nằm đây đấy đứa con với nó. Ông Lê Vĩnh chỉ là một trong số khá nhiều nạn nhân được các tình nguyện viên cứu giúp. Hoạt động cứu trợ người gặp tai nạn giao thông trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Diễn Yên đã diễn ra trong nhiều năm nay. Đặc biệt, hơn một tháng trở lại đây, 13 tình nguyện viên đã được tập hợp để hình thành nên điểm sơ cấp cứu Chữ Thập Đỏ ở xóm 16, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Bây giờ, các tình nguyện viên đã được dự án xây dựng cộng đồng an toàn trước biến đổi khí hậu và rủi ro thảm họa ở Việt Nam của Hàn Quốc tài trợ để có điều kiện hoạt động tốt hơn. Các anh lái taxi, xe ôm, các chị bán hàng rong đã được tập huấn thêm kiến thức, được trang bị thêm dụng cụ cứu thương và được Sở Y tế cấp thẻ hoạt động. Mỗi người một công việc khác nhau. Người thì chạy xe taxi, người xe lai, bán hàng rong và đặc biệt là lực lượng công an xã. Thì trong cái thời gian mà điều động thì các đồng chí chấp hành rất tốt và thực hiện đầy đủ các quy chế của hoạt động của điểm. Các tình nguyện viên là khi nào cũng mở máy điện thoại 24/24 và trực tại điểm số 16 là cứ mỗi ngày là 2 người. Nên là các tình nguyện viên cứ tuần tra kiểm soát trên cái khu vực địa bàn mà có quốc lộ 1A, quốc lộ 48 thường xuyên. Để khi có người tai nạn thì phải ứng cứu kịp thời để đưa nhân đưa đi cấp cứu. Trụ sở đang hoạt động cũng là do một tình nguyện viên cho mượn. Tất cả các thành viên hoạt động đều không có thù lao, nhưng với tinh thần thiện nguyện vì cộng đồng, điểm sơ cấp cứu Chữ Thập Đỏ ở xóm 16, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu đã và sẽ tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời cho nhiều người không may gặp tai nạn giao thông. Hai vợ chồng anh Bình, chị Xuân ở Nam Thường, Nam Đàn, Nghệ An đã nỗ lực hết mình, những cái nghèo, cái khổ vẫn đeo bám. Ruộng vườn không có, nghề chài lưới trên sông nước cũng bấp bênh. Trong khi cả hai đứa con của anh chị sinh ra lại ốm yếu triền miên, phải thường xuyên nằm viện. Nợ nần chồng chất, ngôi nhà đang ở không đủ che mưa tránh nắng. Cần lắm sự giúp đỡ của cộng đồng để hai đứa trẻ được tiếp tục chữa trị bệnh tật và có cơ hội tiếp tục đến trường.
Đây là ngôi nhà mà anh Bình, chị Xuân đã xây cất được từ sự chắc chiu của bao nhiêu năm sống nổi trôi trên thuyền với nghề sông nước. Lên sống định cư trên cạn được như thế này là cách mạng lớn đối với một gia đình đoàn trai. Trong khi chị Xuân chuẩn bị bữa ăn cho gia đình thì hai đứa con trai say sưa với những thứ đồ chơi thật đặc biệt. Thuộc đã trở nên quá quen thuộc với cả Quảng và An, bởi từ khi vừa chào đời, hai anh em đã thường xuyên ốm đau bệnh tật. Anh bị sa trực tràng, còn em bị viêm ruột, tắc ruột bẩm sinh. Nhìn bù bẫm là vậy, nhưng từ một ngày tuổi cho đến nay, An phải nằm viện thường xuyên. Ốm đau liên miên nên bé An trở nên khó tính, thường xuyên quấy khóc. Chỉ mới bước sang tuổi thứ 6 thôi, nhưng Quảng đã sớm hiểu hoàn cảnh gia đình, ra dáng người anh cả để chăm sóc em, để bố mẹ lo công việc. Là trụ cột của gia đình, anh Bình không nề hà công việc gì, miễn là kiếm được tiền để trang trải cho cuộc sống gia đình, để lo thuốc thang cho hai con. Đi làm thuê thì ngày thì cũng được giảm 70 trăm đấy. Thế nhưng mà rồi là một tháng tiền lại là từ 1,5 triệu, làm được đồng tiền là với dồn lại tiền thuốc của con cái. Rồi giờ điều trị cũng không điều trị được dứt điểm đấy, ăn cứ kéo dài. Đó. Cho nên là dù cũng phải bố mẹ cũng phải cố gắng đi làm được từ nào rồi là cũng được kiếm tiền để cho con cái uống thuốc cũng thế. Chị Xuân chăm chỉ với nghề chăn nuôi, không chỉ có gà, lợn, trước đây chỉ còn có dê, bò và me. Vậy nhưng tất cả công sức của chị đã đổi nón ra đi cùng với những chuyến đi viện của hai con nhỏ. Ở nhà bố cứ đi làm từng ngày một chờ đứa con xuống cho hai mẹ con ăn. Ngày muốn nữa cả, có khi thì mỗi lần thứ hai thì cả hai đứa đi cả, em sinh lần thứ hai là hai đứa đi cả. Hai đứa, một đứa thì ở viện cổ truyền bên nữa là chấm cựu để cho cháu lên bệnh. Con đứa thứ hai thì anh ở bên ý là mẹ đẻ xong rồi là ốm đi viện, mẹ nằm một chắc vô vò. Em nghĩ không được đứa con về, em chỉ có cầu mong đứa con về nữa. Vì con cái ốm đau bệnh tật, em thật chứ hai vợ chồng lao động cũng khỏe mạnh. Từ khi muốn như chỉ có là con cái ốm đau rồi, thêm nợ nần chứ em là trước đấy có bò, có mé là em bán hết. Bán hết thì có dế em cũng bán hết, đưa đi cho chừa cho con cả. Như em vừa kế hoạch, em đứa thứ ba là nó khổ. Mà phá là tôi tội chứ. Đứa con thứ ba của chị Xuân, anh Bình chuẩn bị chào đời trong nỗi lo lắng của mẹ cha. Sợ rằng con có khỏe mạnh, sợ rằng mẹ cha có đủ sức để chăm lo cho cả con. Đã mang thai ở tháng thứ 6, chị Xuân vẫn một mình vượt sông để cứu lấy số lúa non trồng ở bãi bồi bị ngập lụt. Bao công chăm sóc, vậy là chỉ được mở thóc lép để nuôi gà. Ruộng vườn không có nên anh chị đành tận dụng khoảng đất bồi ven sông để kiếm thêm gạo cho gia đình. Nhưng phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên nên năm được ít hơn năm mất. Đi làm công cho người ta, chiều tối về anh Bình lại tranh thủ thêm nghề chài lưới. Nhưng tôm cá ở sông ngày càng ít hơn
nên thu nhập cũng chẳng đáng là bao. Cái khó bỏ cái khôn, bệnh của hai con khó chữa đã đành, nhưng anh chị cũng không có điều kiện để mà chạy chữa dứt điểm cho hai cháu. Cứ chạy ăn từng bữa thì tiền đâu để nằm viện lâu dài. Con cái ốm đau, nhà cửa rách nát, ruộng vườn không có, nợ nần lên đến cả trăm triệu thì làm sao dám nghĩ đến chuyện học hành, mặc dù con cả của anh chị đã đến tuổi vào lớp 1. Cần lắm sự chung tay giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái. Sự thương cảm, nghĩa cử chia sẻ của quý vị xin gửi về địa chỉ chị Nguyễn Thị Xuân ở xã Nam Thường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, điện thoại 0949 371 587. Hoặc liên hệ qua Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Nghệ An, số 11 đường Dương Văn Nga, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, điện thoại 02383 842 605. Quý vị cũng có thể liên hệ qua phóng viên chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái, nhà báo Hồng Nhung, điện thoại 0916 686 023. Mong rằng sẽ có nhiều tấm lòng nhân ái giúp đỡ để hai cháu bé được chữa khỏi bệnh, để gia đình anh Bình, chị Xuân có được mái nhà trên kín dưới lành và cháu Nguyễn Đình Quảng có cơ hội được đi học khi năm học mới đang đến gần. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái của Đài Phát Thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Nghệ An đã luôn đồng hành cùng chương trình. Quý vị có thể xem lại chương trình này trên website truyenhinhnghean.vn. Thông tin về những hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ, quý vị có thể gửi qua fanpage của chương trình Facebook NTV Nhịp Cầu Nhân Ái. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi vào 21 giờ 10 phút tối thứ 6 tuần 1 và tuần 3 hàng tháng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.